Dạ, kênh Liên Nguyễn Hoa Kiển mến chào bà con và các bạn đang xem kênh. Hôm nay quay trở lại nhà vườn chị Thu Lan tiếp tục giao lưu phôi hoa với Mỹ nha. Nhà vườn giao lưu những cây phôi dáng rất là đẹp nha bà con. Đa số cây một rễ co lắc chi cành còn khá đều ha. Sau đây mời bà con và các bạn mình cùng xem và giao lưu chi tiết với nhà vườn luôn ạ. À. Em chào chị. À, chào Lê Nguyễn ạ. À. Chào cô chú anh chị gần xa đã xem và ủng hộ em mà em cảm ơn ạ. À. Em mới về lô mới ạ, à. Có một số cặp và combo ạ, à. Em cho bà con giao lưu ạ. À. Dạ em lên mã số 1 ạ. À. Rồi cây đầu tiên cổ 25, sổ đế 32, cao 85. Cây kế tiếp cổ 25, sổ đế 31, cao 71. Rồi cặp này chi cành đều ha, cũng bự ha, em giao lưu giá cũng mềm luôn ha, 370k. Cặp này rất là bự ha, bao sống bao ship chút chậu quá bầu luôn. Rồi tiếp theo lên mã số 2. Một rễ co lắc ha, dáng bài luôn. Cây đầu tiên cổ 21, sổ đế 27, cao 47. Cho cái tiếp cổ 21, số đế 35, cao 50. Rồi cặp đem giao lưu là 200k. Rồi em lên mã số 3. Mã số 3, cây đầu tiên cổ 21, sổ đế 27, cao 64. Cây kế tiếp cổ 21, sổ đế 25, cao 66. Rồi cặp này em giao lưu giá cũng dễ chơi luôn, 220k. Rồi tiếp thêm lên mã số 4. Mã số 4 của em, cây đầu tiên cổ 18, sổ đế 30, cao 67. Cây kế tiếp cổ 21, sổ đế 27, cao 59. Cặp này em giao lưu là 220k. Rồi tiếp theo lên mã số 5. Cây đầu tiên cổ 20, sổ đế 32, cao 62. Cây kế tiếp cổ 19, sổ đế 27, cao 54. Cặp này em giao lưu là 201. Rồi, cặp này cũng bự ha, chi cành đều, dáng cũng đẹp. Em giao lưu cây đầu tiên cổ 21, sổ đế 30, cao 55. Cây kế tiếp cổ 21, sổ đế 30, cao 52. Rồi cặp này em giao lưu là 280k. Rồi em lên mã số 7. Mã số 7, cây đầu tiên cổ 20, sổ đế 32, cao 63. Cái kế tiếp cổ 23, sổ đế 34, cao 63 luôn. Cặp này giao lưu là 230k. Bầu sống bầu xếp chút chậu quá bầu luôn. Rồi tiếp theo mã số 8. Cây đầu tiên cổ 20, sổ đế 32, cao 46. Cây kế tiếp cổ 19, sổ đế 29, cao 50. Cặp này giao lưu là 200k. Rồi mã số 9. Cổ 17, sổ đế 32, cao 48. Cây kế tiếp cổ 19, sổ đế 32, cao 47. Cặp này giao lưu cũng 200k luôn. Rồi mã số 10. Cây đầu tiên cổ 19, sổ đế 29, cao 48. Cây kế tiếp cổ 19, sổ đế 28, cao 58. Rồi cặp này giao lưu cũng 200k luôn. Rồi em lên mã 11. Cây đầu tiên cổ 19, sổ đế 29, cao 52. Cây kế tiếp cổ 20, sổ đế 32, cao 53. Cặp này em giao lưu là 201. Rồi tiếp theo là mã số 12. Cây đầu tiên cổ 22, sổ đế 32, cao 62. Cây kế tiếp cổ 20, sổ đế 28, cao là 53. Cặp này em giao lưu là 230k. Cặp này cũng dễ thương lắm. Rồi em lên mã số 13. Cây đầu tiên cổ 18, số đế 22, cao 45. Cây kế tiếp cổ 19, số đế 22, cao 44. Cặp này em giao lưu là 200k, bao sống bao ship chút chậu quá bầu luôn. Rồi em lên mã số 14. Cây đầu tiên cổ 20, số đế 28, cao 53. Cây kế tiếp cổ 21, số đế 29, cao cũng 53. Cặp này em giao lưu là 200k. Cho mã 14. Rồi em lên mã số 15. Cây đầu tiên cổ 19, sổ đế 22, cao 55. Cây kế tiếp cổ 18, sổ đế 22, cao 55. Rồi cặp nam giao lưu cũng 200k luôn.
Rồi em lên mã số 16. Cây đầu tiên cổ 17 số đế 31 cao là 52. Cây kế tiếp cổ 17 số đế 21 cao 52 luôn. Cặp này em giao lưu là 200k, một ghế co lắc nha bà con. Rồi em lên mã số 17. Cây đầu tiên cổ 19 số đế 28 cao 50. Cây kế tiếp cổ 20 số đế 29 cao 50. Cặp này giao lưu cũng 200k, bao sóng bao ship chút chậu quá bầu luôn. Rồi tiếp theo em lên mã số 18. Cây đầu tiên cổ 19 số đế 33 cao 60. Cây kế tiếp cổ 19 số đế 33 cao 60. Cặp này giao lưu cũng 200k luôn. Rồi tiếp theo mã 19. Cây đầu tiên cổ 19 số đế 22 cao 47. Cây kế tiếp cổ 19 số đế 25 cao 47 luôn. Cặp này giao lưu cũng 200k luôn. Rồi cặp này một rễ ha, một rễ dán bay luôn. Cho mã số 20. Cây đầu tiên cổ 19 số đế 32 cao 56. Cây kế tiếp cổ 19 số đế 32 cao 56. Cặp này giao lưu là 220k. Rồi tiếp theo một cặp dán trực ha, cặp mã 21. Cây đầu tiên cổ 19 số đế 30 cao là 73. Cây kế tiếp cổ 20 số đế 29 cao 65. Rồi cặp này em giao lưu là 260k. Cặp này cũng bự nữa nha bà con. Rồi mã 22. Mã 22 cây đầu tiên cổ 20 số đế 31 cao 65. Cây kế tiếp cổ 19 số đế 31 cao 66. Rồi mã 22 giao lưu là 201 luôn. Rồi mã số 23. Cây đầu tiên cổ 18 số đế 29 cao 53. Cây kế tiếp cổ 19 số đế 30 cao 54. Rồi cặp này em giao lưu cũng 200k, bao sóng bao ship chút chậu quá bà. Rồi tiếp theo em lên combo anh Lim à. Tiếp theo là combo gồm nhiều cây nha bà con. 23 rồi. 24. Rồi mã 24 này 10 cây nó bự ha, lắc lượng luôn ha. Rồi em giao lưu là 600k. 10 cây này dễ thương, dáng hai rễ một rễ co lắc nè. Cũng là đẹp cây này, quấn cũng đẹp lắm. Rồi mã 25. 5 cây này cũng quá dễ thương ha, em giao lưu cũng 350 luôn. Mã 25. Theo 26. Rồi mã 26 này một rễ cũng co lắc, em cũng chốt cho 350 luôn. Dán chi cành đều ha, dễ ghép cho anh chị dễ ghép luôn. Rồi mã 27. 27. 5 cây này hai rễ chi cành nhánh đều em cũng chốt cho 350 luôn. Rồi mã 28 này cũng 5 cây luôn, em chốt cũng 350 đồng giá luôn. Mã 29 cũng 5 cây. Dán đều đẹp luôn ha, cũng 350 luôn. Rồi mã 30. 30 này cũng 5 cây ha, dáng cũng co lắc lượng ha bà con. Chi cành nhánh đều em cũng chốt cho 350 luôn. Đồng giá luôn, cho bà con dễ chơi mà dễ ghép luôn. Rồi, bộ combo cuối cùng cũng đã kết thúc clip và em xin cảm ơn cô chú anh chị đã xem và ủng hộ em ạ. Em cảm ơn ạ. Rồi em cảm ơn chị Thu Lan, cảm ơn bà con rất là nhiều nha. Hẹn gặp lại bà con mình ở những clip kế tiếp ạ.